Giáng sinh. Từ thuở nhỏ, tôi đã sống ở cô nhi viện. Cuộc sống đông đảo cộng đồng và ồn ào này rất quen thuộc với tôi. Tới khi khôn lớn, được đi học ở trường tiểu học bên ngoài viện, tôi mới bắt đầu hiểu biết cuộc sống của từng gia đình nhỏ với cha mẹ và anh chị em ruột thịt. Tôi thèm khát cuộc sống ấy và tự hỏi cha mẹ tôi ở đâu? Tại sao tôi và một số các bạn khác lại phải sống tại cô nhi viện? Tuổi trẻ hồn nhiên, tôi mau quên đi những thắc mắc và nghi ngờ ấy. Trong cô nhi viện, tôi quen thân với một chị bạn cùng tuổi và tính tình thích hợp với tôi. Các dì Phước cười gọi chúng tôi là hai chị em gái sinh đôi. Chị cũng như tôi không hề biết gốc gác cuộc đời mình ra sao. Tuy nhiên, chị còn có một dây đeo cổ với một tượng thánh giá xinh đẹp. Vật này rất quý giá đối với chị vì nó có thể giúp chị tìm ra cha mẹ ruột. Đó là lời dặn dò của một dì Phước khi mới nhận chị vào viện. Chị hứa khi tìm ra cha mẹ, chị dẫn tôi đi theo để làm hai chị em kết nghĩa. Vì lý do này, chúng tôi càng trở nên thân thiết nhau. Cùng đi học một trường với nhau, tất nhiên chúng tôi học chung một lớp. Chị chú tâm về những môn nghệ thuật như âm nhạc hay hội họa, còn tôi thì thích văn chương. Chúng tôi không phải là những học sinh xuất sắc trong lớp, tuy nhiên cô giáo và các bạn học đều quý mến và thương yêu chúng tôi. Chị hiền lành và thùy mị, còn tôi hơi ngang bướng và phá phách giống như con trai. Tôi rất bực bội về những nhận định này của một số người khi nói về tôi. Khi chị bị ăn hiếp, tôi là người bảo vệ chị. Tôi thường nói nhỏ với chị là cuộc sống trong cô nhi viện không cho phép sống nhu nhược hay nhút nhát. Trả lời tôi, chị chỉ cười. Tới khi lên bậc trung học, hai chị em học khá xuất sắc, các bạn bè đều nể nang, do đó tôi không còn lo sợ chị bị hiếp đáp nữa. Đằng khác, cuộc sống khó khăn và tranh giành đã giúp chị học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Chị có một lối che chở và phòng thân cho mình rất khôn khéo. Chị là một người thâm trầm và kín đáo. Một hôm, chị nói với tôi rằng học hành thông minh và thành công là một cách tiến thân tốt đẹp nhất trong xã hội, cho nên chúng tôi cùng quyết chí thi đua trong việc đèn sách. Vào một đêm Giáng sinh, hai chị em tới quỳ trước hang đá Chúa. Chúng tôi cùng thầm cầu xin một điều, tìm kiếm được cha mẹ và ước mong một mái ấm gia đình như gia đình thánh. Trong giây phút thiêng liêng ấy, chúng tôi rất cảm động và mũi lòng. Kể từ đó, mỗi người trong chúng tôi sống trong hạnh phúc với một hy vọng. Một bất hạnh xảy đến, bỗng nhiên chị ngã bệnh, người trở nên yếu đuối và gầy còm. Lúc đầu chị chỉ nghỉ ít ngày rồi trở lại học, chị không dám học nhiều nữa. Từ ngày ấy, nhiều hôm tôi đi học đơn độc, nhìn vào ánh mắt buồn rầu của chị, tôi rất đau lòng. Tôi không biết khôn khéo an ủi chị. Sau mỗi buổi tan học về, tôi liền đến thăm chị. Chị vui lắm vì trong lúc yếu đau, tinh thần suy nhược, chị được người thân yêu đến thăm viếng. Vào những lúc ấy, tôi không còn nói những chuyện về chí hướng của hai chị em nữa. Tôi sợ chị mặc cảm. Tôi khuyên chị cố gắng giữ gìn sức khỏe để mau bình phục, và lúc ấy chị mới có thể trở về trường học được. Tới một ngày, bệnh tình của chị trở nên trầm trọng, và chị phải nằm hẳn trong nhà thương để được săn sóc và điều trị thường xuyên. Nhiều người lo ngại cho sức khỏe của chị quá suy nhược. Tôi không ngờ thân hình chị mau tàn tạ đến thế. Sức khỏe mạnh mẽ của người con gái trẻ trung không chế ngự nổi con bệnh gây gớm. Nó dần dần như muốn cướp mất cuộc sống của chị. Nghĩ đến đây, tôi quá đau lòng. Mỗi ngày, tôi vào nhà thờ cầu nguyện cho chị. Nhưng hình như Chúa đã an bài cho cuộc sống của chị rồi. Rồi một ngày đau buồn đã đến. Khi biết mình không thể sống lâu, chị gọi tôi nói chuyện. Hai chúng tôi ôm nhau một lúc với những cảm xúc dạt dào và đau thương. Chị đưa cho tôi sợi dây đeo cổ mà chị đã giữ từ lâu trong người. Chị
chị không còn hy vọng sống để mà tìm lại cha mẹ và những người thân thuộc trong gia đình nữa. Chị nhường công việc này lại cho tôi. Chị còn nhắc nhở cho tôi hãy khôn khéo mà tìm lấy một cuộc sống bình thường trong xã hội. Sự quá chân thành đôi khi đem đến sự thiệt thòi. Nói đến đó chị cười, với ánh mắt mong rằng tôi tự tìm hiểu câu nói của chị. Chị ít nói, nhưng mỗi câu nói ra rất thâm trầm và tế nhị. Tôi và một số bè bạn rất quý mến chị về điểm này. Lúc ấy, tôi có cảm giác như một bà mẹ sắp chết, nói lời trăn trối với đứa con gái. Trong khi chị nói, tôi lắng nghe và rồi cúi đầu tuân theo. Nói xong, theo tôi nghĩ, chị đã cảm thấy đầy đủ và không còn gì luyến tiếc nữa. Một lúc chị nằm yên lặng. Tôi đưa mắt theo dõi từng cử chỉ của chị. Chị đã bớt cử động và hơi thở yếu dần. Bỗng nhiên, bàn tay chị buông khỏi bàn tay tôi. Chị đã ra đi êm ái. Tôi gục đầu khóc bên thi hài chị. Căn phòng trong nhà thương bỗng trở nên lạnh lùng và trống trải. Ở lại đó, chỉ còn một mình tôi. Chị đã từ giã tôi và đi tới một nơi thật xa mà tôi không thể tới. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi rít lên những âm thanh ai oán và thê lương. Ngày tháng trôi qua, tôi học xong trung học và sửa soạn lên đại học. Đồng thời, tôi kiếm được việc làm và không còn sinh sống trong cô nhi viện nữa. Đã tới lúc tôi tìm được một lối sống bình thường trong xã hội. Nghĩ tới đây, tôi nhớ đến chị và khẽ đụng vào sợi dây đeo trên cổ. Nước mắt tôi trào ra, tim tôi đau nhói. Tôi tự nhủ, tôi phải cố quên đi những phiền muộn trong quá khứ. Tôi ghi danh học ở Đại học Văn Khoa, nhưng tôi đi học không đều vì công việc làm không cho phép. Trong thời gian này, tôi làm quen với một cô bạn học cùng phân khoa, tên Như, và cô nhỏ hơn tôi 2 tuổi, cha mẹ cô đã mất. Cô sống chung với gia đình người chị ruột. Chúng tôi hợp nhau ở điểm là cùng cô Nhi, mặc dù hoàn cảnh của cô khá hơn tôi một chút. Từ đó, tôi có một người bạn thân để cặp kè nói chuyện cho vui. Đó là câu nói của cô bạn mới của tôi. Cô Như giới thiệu cho tôi một cô bạn mới cũng học ở văn khoa, cô Huyền. Hoàn cảnh của Huyền khá hơn chúng tôi nhiều vì cô sống trong gia đình yên vui với cha mẹ. Cha mẹ Huyền nhận Như làm con nuôi. Hai cô này là bạn thân từ hồi ở trung học. Hai cô thường đưa tôi về nhà chơi. Ba người chúng tôi luôn có mặt trong những buổi tiệc tùng hay ngày lễ nghỉ ở nhà Huyền. Mẹ Huyền là người hiền hậu và đức độ. Bà yêu quý và thương yêu những người bạn của con gái. Đi lại nhiều và quen biết, tôi thường ngồi lại nói chuyện với bà để biết thêm về những kinh nghiệm trong cuộc sống. Tôi lo sợ sự ngây ngô và thiếu hiểu biết dễ gây ra những thiệt thòi đáng tiếc cho đời tôi. Một thân một mình, sống như một cuộc sống nhiều cạnh tranh và thay đổi. Tôi thầm nghĩ, tôi cần một người lớn tuổi đáng tin cậy để học hỏi. Vào những lúc rảnh rang, tôi đọc sách để mở mang trí tuệ, và đó cũng là sở thích của tôi. Thư viện hay những tiệm bán sách cũ là những nơi tôi thường lui tới. Hai cô bạn mới của tôi là sinh viên thuần túy, các cô chưa đi làm và còn phải lệ thuộc vào tiền bạc của người lớn. Tôi thì khác, tôi đã đi làm và có tiền riêng để sinh sống, vì vậy thỉnh thoảng tôi mời các cô đi ăn uống cho vui. Đó cũng là cách tôi đáp lại tấm lòng tốt của các cô hay mời tôi về gia đình tham dự tiệc tùng. Tôi thầm cảm ơn hai cô đã đưa tôi vào vui hưởng không khí êm đềm và hạnh phúc trong gia đình dưới sự bao che và thương yêu của cha mẹ, anh chị em ruột thịt. Quán ăn chúng tôi thường đi tới rất bình dân và dễ chịu. Chủ quán là một sinh viên đi học thất thường như tôi. Anh đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn nuôi mộng lớn bằng con đường giáo dục. Gặp sinh viên vào ăn, anh vui lắm và tiếp đón rất ân cần. Có lẽ vì vậy mà đa số thực khách của quán anh là sinh viên. Ngoài ra, tôi còn gặp những người lớn tuổi lịch sự với lối sống thanh nhàn. Có lẽ họ muốn tìm tới một nơi vắng vẻ để dùng bữa. Một buổi sáng đáng ghi nhớ. Hôm ấy là sáng thứ bảy,
Một mình tôi tới quán ăn sáng, đó là một thói quen vào ngày nghỉ của tôi. Vào lúc vắng khách, anh chủ quán thường ra tiếp chuyện tôi và nói về việc học hành ở đại học, một đề tài khá hấp dẫn đối với chúng tôi. Một lúc sau, một bà lớn tuổi, đứng đắn và lịch sự bước vào. Nhìn vào cách ăn mặc, phục sức và lối đi đứng của bà, tôi biết bà là người cao quý và đáng tôn trọng. Đồng thời tôi bước đi ra. Hai người đi sát gần nhau, sợi dây đeo trên cổ của tôi lộ ra trước ngực, khiến bà nhìn chăm chú. Tươi cười, bà bước lại gần tôi, xin xem tượng thánh giá trên sợi dây. Tôi đứng lại và khẽ nói chào bà. Bà lên tiếng. Tượng thánh giá xinh đẹp quá. Dạ, cảm ơn bác. Nhìn ánh mắt tôi biết bà muốn xem sợi dây, tôi mới để bà tự nhiên. Trong một loáng, tay bà run rẩy và mặt bà biến sắc. Tôi hơi ngạc nhiên về cử chỉ này. Tay bà ghì chặt lấy sợi dây, làm tôi cảm thấy đau ở cổ, nhưng tôi không dám cưỡng lại. Bà hỏi tiếp. Sợi dây này là của cháu hả? Cháu đã giữ trên người lâu chưa vậy? Dạ lâu rồi. Cha mẹ cháu ở đâu? Dạ thưa, cháu không có cha mẹ. Lấy lại bình tĩnh, bà xin lỗi tôi về những cử chỉ và lời nói bồ vập và hoảng hốt. Tôi cười. Sau đó bà mời tôi về nhà chơi. Tôi đi theo. Lúc đó tôi không nghĩ ngợi điều gì trong đầu mà chỉ biết nghe theo thôi. Bà ở trong một căn nhà xinh xắn và dễ thương. Bà tiếp tôi trong một phòng khách lịch sự ngăn nắp và ấm cúng. Bà đi vào bếp, lấy cho tôi ly nước. Cử chỉ thân thiện và tự nhiên như đối đãi với một người quen biết hay thân thuộc, làm tôi cảm thấy dễ chịu. Bà ngồi sát gần tôi để nói chuyện. Trong khi nói chuyện, bà chăm chăm nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ tôi. Lúc đó tôi mới hiểu và đoán chắc bà là mẹ của người bạn xấu số của tôi. Tôi cúi đầu và nước mắt rưng rưng. Bà vội ôm lấy tôi vào lòng và nhận là con. Tôi không chối từ, tôi lặng thinh và làm theo những điều bà mong muốn. Nhớ lại lời dặn dò của người bạn trước khi mất, tôi thốt lên. Má! Bà đáp lại và ôm tôi chặt vào lòng. Con! Hai mẹ con ôm nhau một lúc lâu, hai người cùng khóc vì quá vui mừng và cảm động. Lấy lại bình thản, mẹ cầm lấy tay tôi và kể lại việc mẹ để lạc mất tôi và hoàn cảnh của gia đình lúc đó. Tôi ngồi lắng nghe vì câu chuyện này tôi chưa bao giờ biết. Mẹ lạc mất con vì một kẻ thù trong gia đình. Theo mẹ kể, chỉ một loáng, mẹ mất đứa con vừa mới sinh ra. Mẹ chỉ biết bé sơ sinh là con gái và vội đeo vào cổ nó một sợi dây có thánh giá đặc biệt để khỏi lầm lẫn trong các bé khác cùng sinh trong nhà thương lúc đó. Khi biết con đã bị người ta bắt đi, mẹ đau đớn vô cùng. Trong suốt một thời gian dài, mẹ đã mướn người đi tìm tung tích con. Mẹ đã mất không biết bao nhiêu là tiền của cho công việc này. Mà cuối cùng kết quả vẫn bạc tinh. Mẹ còn nói nhiều về bối cảnh gia đình mẹ lúc đó, nhưng tôi không quan tâm nhiều tới chuyện đó. Còn nhiều chuyện khác trong gia đình, mẹ hứa sẽ kể cho tôi nghe sau này. Cả ngày hôm đó tôi ở lại với mẹ như một người con hiếu thảo. Quả thật, bà là mẹ tôi. Tôi đã làm vừa lòng người bạn yêu quý của tôi. Tôi sẽ thay thế bạn, phụng dưỡng bà như là một người con gái đối với mẹ vậy. Tôi phải nhận bà là mẹ để bà vui và tôi được một mái ấm gia đình như tôi thường ước mong. Lời cầu xin của tôi trước hang đá chú Hài Đồng và một đêm Giáng sinh năm xưa đã được ứng nghiệm. Tôi rất vui mừng và âm thầm cảm ơn Chúa. Tuy nhiên, tôi vẫn áy náy về một cử chỉ thiếu thành thật. Tôi tự hỏi nếu bà biết sự thật, bà còn thương yêu và nhận tôi là con để thay thế người con gái bà đã mất hay không chứ? Tôi cảm thấy rất tiếc nếu mất cơ hội làm con gái của bà. Nhiều ý nghĩ đối chọi làm tôi khó chịu. Tôi cần một cố vấn khôn ngoan và sáng suốt. Ai có thể giúp tôi được? Hai người bạn tôi mới quen không thể giúp tôi trong việc này. Vì dù họ thân tình, nhưng tôi không tin họ đủ chín chắn và kinh nghiệm đời. Sau hai ngày mẹ con nhận nhau, tôi biết thêm về mẹ tôi. Bà là chị ruột của mẹ Huyền, cho nên lúc này tôi và Huyền trở thành chị em con dì. Một cái vòng lớn quẩn, mẹ kinh ngạc về sự quen biết đã lâu của tôi với gia đình Huyền. Hình như ông trời đã dàn xếp cho công việc này. Người bạn xấu số của tôi có nhiều nét tương đồng với mẹ ruột và bà dì,
Cho nên khi mới đối diện với hai người đàn bà này, tôi cảm thấy họ như những người quen thuộc. Tội nghiệp cho bạn tôi. Nếu chị còn sống, chắc chắn chị có những ngày vui tươi hạnh phúc trong cuộc đời rồi. Và chị đã nhường tất cả lại cho tôi. Nhưng tôi không chắc là tôi có diễm phúc để lãnh nhận món quà vô cùng quý giá này không nữa. Mấy ngày sau đó, tôi tới thăm gia đình Huyền. Bà mẹ ra đón tôi. Bây giờ chúng tôi đã trở thành dì cháu. Bà ôm chặt lấy tôi, làm tôi vô cùng cảm động. Huyền cũng tới nhận tôi là chị em họ, không phải là bạn bình thường như trước nữa. Mọi người nhìn nhau vui cười. Tôi không ngờ nhiều việc vui mừng đã đến với tôi như vậy. Bỗng nhiên, tôi nghĩ tới cha mẹ ruột của tôi. Bây giờ họ ở đâu? Nếu họ còn sống và ở gần đây, tôi cũng không có dấu vết nào tìm ra họ. Có lẽ Chúa đã định liệu cho tôi một cuộc sống thay đổi. Tôi khẽ cầu xin Chúa cho việc xếp đặt này trở nên tốt đẹp. Tôi rất sợ những đau khổ đổ xuống khi tôi sống đơn độc. Khi mọi người đi khỏi, chỉ còn lại mình mẹ của Huyền với tôi trong căn phòng. Tôi mới nói với bà một câu chuyện thân tình giữa dì và cháu. Người tôi tin cậy nhất cho điều tôi vẫn áy náy là bà. Tôi tin rằng bà sẽ cho tôi những lời khuyên nhủ hay sắp xếp thỏa đáng và tốt đẹp. Theo tôi nghĩ lúc đó, dù mẹ tôi chối từ và không nhận tôi là con nữa, khi bà biết sự thật của câu chuyện, mẹ của Huyền vẫn còn thương yêu tôi. Điều này chắc chắn. Ngoài ra, tôi còn một hy vọng, nếu tính tình mẹ tôi giống mẹ Huyền, thì bà không nỡ chối từ tôi là con gái. Đối với tôi, tình mẫu tử là thiêng liêng và cao quý, cho nên tôi không thể đưa một sự thiếu chân thành xen vào đó. Đằng khác, tôi muốn nhiều người nhớ đến và cầu nguyện cho người bạn xấu số của tôi đã liệt khỏi thế gian. Vì những điều ấy, tôi muốn nói sự thật câu chuyện cho mẹ Huyền để nhờ bà định liệu. Tôi cũng phần nào lạc quan về việc này. Mẹ tôi hiện sống đơn độc. Bà đã đau khổ vì mất con. Chồng bà đã qua đi. Cho nên bà cũng muốn một lối sống thay đổi tốt đẹp để vui hưởng tuổi già. Nhận tôi là con gái, bà không bị một thiệt thòi nào cả. Sự thật, việc nhận mẹ con này làm cuộc sống của hai người đàn bà hạnh phúc hơn kìa. Nghe xong câu chuyện tôi kể, mẹ của Huyền xúc động và kinh ngạc. Hình như bà không ngờ rằng tôi chân thật tới độ nói ra một câu chuyện bất lợi cho bản thân tôi. Tôi nhận ra ý ấy trong đôi mắt của bà. Cho nên tôi nhắc lại mấy điều tôi vẫn lo ngại trong lòng, mà phải nói ra tất cả sự thật. Sau đó, tôi xin bà cho một lời khuyên nhủ thích hợp để câu chuyện được toàn mỹ. Bà nhận lời tận tình giúp đỡ tôi. Tươi cười bà nói, dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn là cháu của bà, dì cháu. Cảm động quá, tôi chạy tới ôm lấy bà và cảm ơn. Tôi nói nhỏ bên tai bà. Con thương dì lắm, ngay từ khi mới gặp mặt. Câu chuyện với dì cháu tôi chấm dứt. Tôi ra về trong bình thản và tràn đầy hy vọng. Tôi tin rằng người bạn quá cố của tôi ở bên kia thế giới vẫn còn âm thầm giúp đỡ tôi. Khoảng một tuần lễ sau, mẹ tôi nói tôi nên dọn về ở chung với bà cho tiện. Bà ở có một mình hả? Cuộc sống quá vắng vẻ. Tôi hy vọng sự có mặt của tôi tạo nên một sinh khí mới cho cuộc sống của hai mẹ con. Một hôm, khi tôi đọc sách trong phòng, bà gõ cửa bước vào. Tôi bước ra đón. Vừa nhìn thấy tôi, bà ôm chặt tôi vào lòng và khóc nức nở. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, tôi cố gắng an ủi bà trong lúc đau khổ. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, bà hỏi tôi về con gái ruột bà chết như thế nào. Như vậy, dì ba, mẹ của Huyền, đã nói hết câu chuyện mà tôi đã kể cho bà nghe. Mẹ tôi đã biết sự thật. Tôi hỏi, mẹ đã nghe câu chuyện này lâu chưa vậy? Mấy ngày nay rồi con. Con nên thương mẹ, mà ở lại đây an ủi mẹ nha con. Mẹ đau buồn lắm. Trong một ngày rồi, mình đi thăm mộ em. Sự việc xảy ra khả quan như dì ba dự tính và tôi ước mong. Mẹ không chối từ tôi, mà còn nói như năn nỉ tôi ở lại bên bà. Một cách không khéo, mẹ nói rằng mẹ phải làm như vậy để làm vừa lòng người đã mất, tức con ruột mẹ. Bạn tôi đã chấp nhận tôi, và do đó mẹ cũng làm theo.
tôi rất vui mừng vì mọi việc sắp đặt đều xảy ra như sở nguyện. Tôi trở lại thăm dì ba và cảm ơn dì đã khôn khéo dàn xếp câu chuyện để đưa đến những việc tươi vui cho mọi người. Vào lễ Giáng sinh năm ấy, hai người đàn bà đến quỳ bên hang đá Chúa để tạ ơn. Đó là hai mẹ con tôi. Để làm vừa lòng mẹ, tôi nghỉ làm việc để học và xong bậc đại học. Vào một ngày nghỉ học, tôi mời hai người bạn quý của tôi, mà trong đó một người đã trở thành chị em họ của tôi, tới quán hàng ngày ăn một bữa chúc mừng. Anh chủ quán được mời như một người khách. Tôi nâng ly rượu và nói cảm ơn sự hội ngộ giữa chúng tôi đã làm tốt đẹp cho cuộc đời tôi. Mọi người vui cười, còn tôi cảm động rưng rưng giọt lệ.